Và tiếp theo Mai Thường 1 là Ấp Hồng với bài Phố Hoa. Xin các đội trưởng đại diện cho các đội chúng ta trở lại để làm công tác chuẩn bị khớp nhạc cho tiết mục của mình. Xin các quý vị đại biểu khán giả chúng ta cho một tràng vỗ tay kia kia. Chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ chẳng chơi theo ngày tháng. Chuyện xưa cũ chờ trôi theo ngày tháng. Hát lên em là gì? Không ta không ngạo nghễ. Đời chỉ vui như tâm như người trẻ. Thank you.